À, có mấy em tuyết màu xanh nè. Cái sự kiện mới đó chính là sự kiện mùa đông ấm cúng. Ở trong sự kiện này, bọn mình sẽ có một cái bảng điểm danh mới và cái phần quà cuối cùng mà mình nhận được ngày thứ bảy đó sẽ là cái mũ lông màu xanh. Nhìn khá là cutie đó chứ. Thứ hai là bọn mình sẽ có một cái nhiệm vụ đó là cùng tiêu diệt người tuyết. Ở nhiệm vụ này bọn mình sẽ đi đập người tuyết mọi người ạ. Sau đó là sẽ tích điểm và nhận được các cái phần quà vô cùng hấp dẫn nè. Ví dụ mình có mồi hoa tuyết nha, có nguyên một cái bộ đồ thỏ tuyết rất là cutie luôn, và còn được cả một cái mặt miễn phí nè. Thì mình thấy đây là một cái sự kiện khá là dễ, cho nên á là các bạn thi xong hết rồi đúng không nè. Vậy thì mọi người tranh thủ để làm nha. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng ở Blazer thì mình thấy có một cái con người tuyết mà quá trời mấy bạn đang đập luôn. Mình sẽ lại đập thử coi nó như thế nào nha. Cái con người tuyết này nó kêu là nó sẽ ăn hết cái đảo cây A kìa. Ê con này ngon quá ha, dám vô đảo cây A thách thức mọi người nè. Mình mới đập nó thì mình được cái ghế đảo người tuyết nè. Mở ra. Ủa tiền sao? Lại thêm một cái ghế nữa. Coi bộ cái con người tuyết này á, nó đi nó ăn đồ nội thất nhiều quá à. Đập ra toàn đồ nội thất không à. Ở phía bên đây mình còn thấy có một em người tuyết bé xíu nữa nè. Con này chắc là mới lớn nè. Có thể nhận được phần thưởng. Vậy là mỗi khi á, mọi người đập tuyết á, là mình sẽ tích điểm nè. Ví dụ như ở đây, nãy giờ mình đập được 5 điểm thì mình sẽ nhận được là cái mồi kim nè. Ơ, tính đây cũng khá là dễ đó chứ. Và cái đồ trong hộp ngẫu nhiên mọi người có thể nhận được là có rất là nhiều đồ nội thất luôn nè. Bộ đồ người tuyết nè, bộ đồ gấu xanh này, bộ đồ khủng long xanh. Và còn có cả đá quý nữa chứ. Ôi là trời ơi. Cái bộ cái sự kiện này á, là mọi người á, đi đập nhiều nha. Bởi vì quà á, nó rất là thơm ngon á. Mình sẽ làm thử thách 24 giờ đi đập đá để coi là mình sẽ đập được cái gì nha. Ở trong cửa hàng mình có nghe đồ là có một cái gói mới. Đó chính là gói búp bờ bóp. Ở cái gói này thì mình sẽ có vợt bong bóng xà phòng. Ư là trời, cái vợt này nhìn xịn quá vậy. Với lại có một cái mặt cô bé búp bờ bóp nè. Cái mặt này nhìn nó cứ như là cái mặt thỏ vi vi ấy. Nhìn cutie ghê luôn. Đợt này nhà phát hành nó cứ ra quá trời là hộp á. Mình thì đập rất là nhiều hộp, nhưng mà do số mình nó su cà nè á, cho nên nó toàn ra cái nì thôi à. Ở xưởng chế tác thì đã có một cái mùa vi vi quay lại, đó là mùa đêm Ả Rập. Ở mùa này thì mình có cái thảm bay nè, với lại một cái bộ đồ công chúa ấy. Thì cái thảm bay nó khá là mắc luôn, nó tới tận 90 là cục vàng luôn á. Vì thế đợt trước mà bạn nào chưa mua chắc bây giờ chế tiếc lắm á, bởi vì nó mắc quá trời luôn mà. Ở một quà thư thì bộ đồ gấu cũng đã quay lại nè. Với lại mình sẽ có 3 cái mũ mới, 3 cái mũ lin á. Nhưng mà mình thấy nha, khi mà mọi người điểm danh 7 ngày á, bọn mình cũng sẽ nhận được một cái mũ lin màu xanh luôn. Vì thế nên mọi người á, tranh thủ điểm danh nha. Vì cái mũ màu xanh á, nó cũng là bằng 20 vàng á nha. Bây giờ thì bọn mình cùng đi đập người tuyết để xem nhân phẩm của chúng ta như thế nào nha. Theo như là cá nhân mình nghĩ á, thì người tuyết nó sẽ xuất hiện ở tất cả mọi khu vực luôn. Ở Plaza, ở Home, ở trong khu cắm trại và ở khu trung tâm. Nhưng mà đợt này không hiểu sao mà có rất là nhiều hacker ấy xuất hiện ở trong khu trung tâm. Cho nên là mình vô đấy, mình chưa kịp đập được cái gì hết á, thì nó đã hack hết trơn rồi. Vì thế nên nha, mình khuyên mọi người là nên đập ở khu Plaza hoặc là khu camping, khu cắm trại ấy. Bởi vì mình thấy hai khu này nó khá là bé, cho nên là mình đi cũng dễ nè. Với lại là ít hacker, còn hacker trong khu trung tâm nhiều quá trời luôn. Với lại có một số bạn máy yếu ấy, thì ở trong khu trung tâm nó lag, các bạn không có thể nào mà đập được. Đó là con tuyết màu xanh. Con tuyết màu xanh á, thì nó sẽ cho mình á, là một cái tượng tuyết màu xanh cùng với lại tiền sao. Còn một con tuyết màu tím á, khi các bạn nhặt được á, thì đó là một con tuyết siêu hiếm luôn. Bởi vì con tuyết đó chính là con tuyết đá quý á. Khi mà các bạn đập thì chắc chắn nó sẽ ra đá quý nha. Có
Có nhiều khúc ấy mình không quay được á mọi người, bởi vì mình quên bật máy quay á. Nhưng mà mình đã kiếm được cái viên kim cương màu trắng với viên kim cương màu đỏ khi mà mình đập tuyết luôn nè. Và được rất là nhiều đồ nội thất nữa. Đây là cơ hội để cho các bạn nó sưu tầm đồ nội thất, sau đó lại lấy mấy cái đồ nội thất này nè để đi lấy lá mầm á. Cơ hội để kiếm lá mầm tụi mình đến rồi nè. Ở phần quà bảo trì định kỳ hôm nay thì mình có một cái hộp đá quý, mở ra coi bao nhiêu. Oh my god, hôm nay nhân phẩm của tôi kỳ trời. Lần đầu tiên tôi mở cái hộp đá quý mà ra 77 cục đá quý luôn. Ui, hôm nay nhân phẩm bà đen lạ nha. Ủa, mọi người hay mở được 77 cục đá quý không? Chứ mình nó đây là lần đầu tiên luôn á. Trời ơi, sau 3 năm chơi game thì đây là lần đầu tiên tôi mở được 77 cục bè con ơi. Hôm nay chắc là có bão mất rồi. Có một điều nữa mình thích là ở khu cắm trại, bởi vì là khi mọi người đập đá ở khu cắm trại á thì bọn mình có thể bắt bọ nữa nè. Ví dụ như mình bắt được cái con thả lằn nè mọi người. Con này nhìn mặt nó cute ha. Ok, nó đi mất kêu rồi. Lâu rồi không bắt bọ, tự nhiên cái tay nghề bắt bọ nó bị giảm sút rồi. Không sao, ở đây còn có một cái con. Con này là con bọ ngựa thay ma ta ha. Mình chưa có con này, vì thế mình sẽ bắt nó. Ok, lượm luôn. Nãy giờ thì mình đã đập được gần 140 lần, vì thế nên là mình đã mở được quá trời là quà luôn nè. Ở đây là có cả đá quý nè, với lại mũ thỏ bông. Cái kính nữa mọi người ạ. Thì mình thấy đây là một cái sự kiện khá là dễ, và mình nghĩ là nó cũng khá là thú vị á. Cho nên các bạn đừng có bỏ qua nha. Hãy tranh thủ vào và đi đập người tuyết để giành lấy được cái bộ đồ, cũng như là cái đồ nội thất nè, hay là những cái đồ mà độc quyền ấy. Và cái sự kiện này tận là 14 ngày cơ, cho nên là các bạn đừng có lo nha. Ở đây mình có cái búa marshmallow nè. Trời ơi, nhìn nó cute quá mọi người ơi. Cái búa này á, vác đi chơi nhìn cũng đã cute rồi ý. Tuy là nó chỉ là cái búa màu xanh thôi, nhưng mà cái thiết kế với lại hiệu ứng của nó khá là đẹp đúng không? Cho nên mọi người đừng có bỏ lỡ nha. Cố mình lấy nha cả nhà. Còn bây giờ thì video của mình cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình từ đầu tới giờ. Mình sẽ tiếp tục đi đập người tuyết để nhận full quà đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye. Oh, my God.